Tiếp tục với một thông tin an ninh an toàn đáng chú ý khác thưa quý vị. Vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, một chiếc ô tô đã lao vào đám đông tại con phố ở phía tây Berlin của Đức đã khiến cho một người chết, 30 người bị thương. Hiện trường vụ đâm xe ở gần nơi từng xảy ra một vụ án tấn công khủng bố ở chợ Giáng sinh vào năm 2016 đã khiến cho 11 người thiệt mạng. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương, trong đó nhiều người bị thương nghiêm trọng. Tài xế lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ. Đã có một người đàn ông lái xe lao vào đám đông. Hiện chưa rõ đây là vụ tai nạn hay hành động có chủ đích. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cùng khoảng 130 nhân viên cứu hỏa. Giới chức cho biết tài xế là một người đàn ông Đức gốc Armenia. Sau khi tông vào đám đông, chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm xuyên qua cửa kính của một cửa hàng. Nghi phạm đã bị những người có mặt tại hiện trường bắt giữ và giao cho lực lượng cảnh sát. Hình ảnh được đăng tải trên các kênh truyền thông cho thấy chiếc xe Renault màu bạc nhỏ nằm trong một cửa hàng sau khi đâm xuyên qua cửa kính của một cửa hàng. Cảnh sát cho hay khu vực gần nơi xảy ra vụ việc sau đó đã được sơ tán để phòng khả năng chiếc xe có chứa chất nổ.